Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt giấy mực đối với dòng máy Honeywell PC42ET. Thì việc lắp đặt giấy mực đúng cách để giúp cho chiếc máy có thể là vận hành được trơn tru hơn, ổn định hơn, tránh một số lỗi vặt giống như là in không ra mực hay là một số lỗi bị kẹt giấy, kẹt mực. Thì mọi người hãy làm theo các thao tác của em sau đây nhé. Các bước để mình thao tác lắp đặt giấy mực đối với dòng máy Honeywell PC42ET như sau. Thì đầu tiên mình cần phải mở nắp máy lên. Thì như các bạn thấy ở đây ha, mọi người thấy đây thì ở đây nó có hai cái gạt ha. Mình nhấn nhẹ vào đây để mở cái nắp máy lên. Đây, chỉ cần nhấn nhẹ là mở, có thể mở nó lên được rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái cùng đầu in lên. Cùng đầu in là cái này nha mọi người, khu vực này. Thì mọi người nhấn vào đây, hai cái nút ở đây để đầu in nó bung lên. Đó, khá là nhẹ nhàng và đơn giản ha. Đây thì mình sẽ có hai cái, một là lắp giấy, hai là lắp mực. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp giấy trước ha. Thì đây là cuộn giấy của em này, nó có cái lõi ha, lõi giấy. Còn cái khu vực cuộn giấy thì mình sẽ lắp ở phía sau này. Thì đây là cái vị trí mà mình sẽ lắp giấy ha. Đây, cái vị trí này mọi người có thể kéo nó sẽ dàn ra được này. Tại đây ở đây nó có cái lò xo ha, nó tự động dàn ra được. Đây, để lắp giấy thì đầu tiên mình kéo nó ra nha. Tùy theo giấy lớn hay giấy nhỏ thì mình kéo khoảng rộng nó vừa phải ha. Sau đó mọi người để giấy vào. Ở đây trên giấy thì nó có cái lõi ha, ở đây thì nó có cái ngàm. Sau khi mọi người thả xuống thì cái này nẹp này nó sẽ tự động đi vào, tại vì nó có cái lò xo để nó tự động ép vào, nó vừa khớp với cái giấy để nó giữ cái giấy lại, để giấy nó không bị rơi ra ha, và nó có thể là lăn cái cuộn giấy này, nó có thể lăn được ha. Tiếp theo thì mình luồn cái giấy này lấy tới phía trước. Thì ở phía trước này nó có một cái nẹp giấy này, cái nẹp giấy này di chuyển được nên mọi người cùng di chuyển nó rộng ra, rộng ra lớn hơn cái khổ giấy nha. Rồi sau khi mình cho cái giấy qua được rồi thì mình sẽ di chuyển, mình sẽ nẹp cái nẹp giấy này lại, để mục đích nó giữ cái giấy để trong quá trình in thì cái giấy nó không bị xê dịch, làm cho cái bản in của mình nó không bị lệch. Mọi người nhớ là mọi người nẹp lại vừa phải, vừa khớp với giấy thôi ha. Nếu mình để rộng quá thì giấy nó sẽ bị xê dịch, mà nếu mà mình để mà nó chật quá thì cái giấy nó sẽ bị nhăn nheo ha. Đây, và đặc biệt thêm cái là khi mà mọi người lắp giấy thì để giấy nó sẽ đi qua cái vị trí của cái trục lăn đó, hay là còn gọi là trục roller. Thì quá trình lắp giấy nó khá đơn giản ha. Như vậy là đã xong rồi. Tiếp theo thì mọi người sẽ lắp mực nhau này. Thì trên máy nó sẽ có đi kèm hai cái trục mực, một trục thu và một trục mực, chỉ cái này là đi kèm theo máy. Khi mọi người sử dụng thì mọi người nhớ giữ là hai cái trục này, tránh làm mất nó nhá. Thì ở đây nó sẽ có hai cái khu vực ha, phía dưới phía sau đây này, phía dưới phía sau này, để cho mình lắp cái cuộn mực. Cuộn mực của máy có thể lắp được cuộn mực tối đa là 300m. Ngoài ra thì mình cũng có thể là lắp được cuộn mực 75m nha mọi người. Còn phía trước này thì mình sẽ lắp cái cuộn thu của mực ra. Đây thì đây là mực ha. Mực thì sẽ có hai loại, một là mực outside, hai là mực inside. Mực outside là mặt mực bên ngoài, mực inside là mặt mực bên trong. Mọi người có thể xem đây, mực outside nên là mặt mực bên ngoài, mặt ngoài nó hơi nhám hơn so với mặt bên trong ha, mọi người nhìn có thể biết ha. Hoặc là mọi người có thể test bằng cách là mình xé một cái lột một con tem đề can, hoặc là xé một miếng ha. Đây, mặt trong nó không có mực nha, tại vì mực của em là mực outside, nên khi mặt trong không có mực thì mọi người dán cái mặt keo này xuống mực thì nó sẽ không có mực. Còn nếu mọi người dán cái mặt keo của cái đề can này xuống cái bề mặt ngoài có mực này, để mình biết được cái mặt nào có mực để mình lắp cho đúng ha. Mặt ngoài có mực nên cái mặt mực nó sẽ nằm ngửa lên, mặt mực nó sẽ ép xuống mặt giấy như thế này ha. Đây, mọi người xem ha, thì cái chiều mình lắp này, ở đây nó có cái nhọn nhọn mũi tên, còn bên này sẽ không có gì này, nó sẽ là theo hướng này, cái không có gì nó sẽ nằm bên phải mình ha, còn đây nó sẽ nằm bên này, tại vì bên này nó có cái khớp để nó vào ha. Đây, mọi người luồn cái lõi vào trong mực giúp em ha. Đây, sau đó thì mọi người cái này mọi người cứ bước mặt xuống để cho nó rộng cái không gian của mình ha. Đây, sau đó mình để vào bên phải trước ha, mình đẩy qua phía bên phải, sau đó thì thả vào bên trái, cho mình xoay cái bên trái này để cho nó vô khớp này. Đây thì để em lắp cái này mọi người sẽ nhìn kỹ hơn ha. Đây, lắp này, sau đó thì mọi người nhìn kỹ ha. Đây, phần bên này mình sẽ để phần bên này vào trước, sau đó mình đẩy qua. Tiếp theo phần bên này mình sẽ để vào cái lõi ở đây ha. Sau đó mình xoay cái này để cho nó vô khớp đó, mọi người thấy cái tật không, chiếc tật không. Đây, đó là vô khớp, khá là đơn giản ha, và nhẹ nhàng ha. Tiếp theo thì mọi người sẽ luồn mực thì mình luồn xuống phía dưới ha, phía dưới luồn lên này, nghĩa là luồn sau luồn tới đấy, luồn phía dưới luồn lên đó. Sau mọi người có thể xé một miếng để can dán lên đây, hoặc là mọi người có thể là giữ tay rồi lăn vài vòng, cái nào cũng được ha, thì mọi người tiền cái nào hoặc là quen cái nào mình làm đó. Đây, lăn vài vòng
để cho nó cố định lại cái nguồn thu này lại ha. Đó, như vậy là lắp giấy mực là hoàn thành. Đây, xong gạt cái này lên, xong là giấy nhớ lòi ra khỏi cái vị trí của trục lăng nha. Xong ấn xuống, ấn mạnh xuống thì nó kéo tiếp tật cái là lắp giấy mực là xong. Nếu như mọi người quên cái thao tác lắp đặt giấy mực hoặc là không nhớ rõ thì mọi người có thể xem cái bảng hướng dẫn ở đây. Nó hướng dẫn khá chi tiết ha, phía sau giấy này, cái đường đi của giấy này, mực này và đường đi của mực phía sau luôn tới đường giấy màu xanh, đường mực màu đỏ đây này. Đây là một số cái biểu hiện của cái đèn 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 led ở trên này để nó báo là lỗi như thế nào, mọi người cũng có thể nhìn để biết được trong quá trình vận hành để mình có thể là để nắm bắt được và biết được để xử lý khi mà máy có sự cố ha. Như vậy thì quá trình lắp đặt giấy mực đã hoàn thành. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người các bước thao tác để mình có thể lắp đặt giấy mực đối với dòng máy Honeywell PC42ET này. Thì nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ tư vấn thêm về dòng máy này hoặc là các dòng máy bảo mật thì mọi người hãy gọi ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.